Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa có văn bản chỉ đạo đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề các hoạt động lễ hội nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Đó là non sông Cấm Qua, vui xuân Thái Hòa. Theo kế hoạch, các hình ảnh về sự phát triển của đất nước, vẻ đẹp và con người của thành phố sẽ được trang trí cùng với linh vật rắn của năm. Dự kiến đường qua Nguyễn Huệ Tết năm nay sẽ gồm 4 đoạn, 5 đại cảnh, 4 trung cảnh và 31 tiểu cảnh. Đoạn 1 với chủ đề truyền thống khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoạn 2 kết đoàn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Thất Thiệp. Đoạn 3 chuyển mình từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Ngô Đức Kế. Và đoạn 4 phát triển từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Ngô Đức Kế. Các hình ảnh trang trí tập trung thể hiện vẻ đẹp đất nước, vẻ đẹp và con người thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhịp sống, sự phát triển của thành phố. Bên cạnh hình ảnh linh vật rắn, các sở ngành, đơn vị thành phố có liên quan căn cứ chủ đề nêu trên để triển khai tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố nội dung các hoạt động lễ hội dịp Tết Nguyên đán năm 2025.